Chào mừng quý chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì hôm nay em sẽ lên cho anh chị một chiếc xe trong phân khúc MPV của nhà Hyundai, đó là chiếc Hyundai Cutin. Nó phiên bản cao cấp nhất 2.0, trong trang bị động cơ 2.0 turbo. Đó. Đây là phiên bản cao cấp nhất. Sau đây thì em sẽ báo giá cho anh chị luôn. Giá niêm yết của chiếc xe này là 999 triệu. Thì hiện tại bên em còn một số xe 2023. Xe 2023 thì hiện tại bên em bán cho anh chị mức giá là 946 triệu và xe 2024 thì rơi vào khoảng là 980 triệu, sẽ lệch nhau đâu đó rơi vào là 40 triệu, 40 đến 45 triệu, vâng, lệch nhau một đời. Lăn bánh thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại, em sẽ báo giá chi tiết lăn bánh qua địa chỉ nhà anh chị. Về trả góp thì bên em vẫn hỗ trợ vay tối đa 80% giá trị xe đối với khách hàng cá nhân, và khách hàng doanh nghiệp là 70%, lãi suất cực kỳ ưu đãi chỉ với khoảng 0,44 đến 0,5% trên một tháng. Vài điểm kể qua về Cutin thì Cutin được trang bị đây là phần đầu xe, lưới tản nhiệt thì được sơn bóng này, có đèn LED định vị ban ngày, cụm đèn pha cốt thì được trang bị đó là full LED, phần đèn gầm mà thì chưa được trang bị, và đây là đèn xi nhan, tích hợp bóng sợ đốt. Phiên bản cao cấp nhất của Cutin thì được trang bị đó là hệ thống cam 360 này, hệ thống an toàn kiểm soát hành trình chủ động SCC trong gói Hyundai Smart Sense. Đến với phần gương chiếu hậu thì xe được trang bị gương chiếu hậu có tích hợp cam 360 kèm công nghệ cảnh báo điểm mù trên gương, đó tích hợp sấy gương. La răng đây là chiếc la răng của xe. La răng của xe thì rất là thể thao thưa quý chị. Đây lốp Lexen, la răng thể thao với kích thước đó là 18 inch. Tất cả các bánh đều là phanh đĩa, vâng, rất đẹp. Tay nắm cửa thì có họa tiết kim cương được mạ chrome rất là sang trọng, kèm nút bấm tích hợp. Đến với phần nội thất thì anh chị có thể thấy Cutin được trang bị với tông màu nội thất chủ đạo là màu đen này, trần là màu sáng, có những cái đường chỉ đấy, đường mạ rất là tinh tế, mạ bạc, vâng, cái màu nó toát lên cái vẻ sang trọng. Cùng đến với chiếc ghế lái thì Cutin được trang bị với ghế lái chỉnh điện, ở đây chỉ có là 6 hướng và cái tiện ích sẽ chủ yếu nằm ở hàng ghế phía sau thưa quý anh chị. Đến với chiếc vô lăng này thì anh chị có thể thấy Cutin thì được trang bị với tất cả đều là vô lăng bọc da, và trên chiếc vô lăng này thì mỗi phiên bản có 3 phiên bản thì đều được tích hợp lệnh chuyển số, kèm đây là công nghệ, những cái công nghệ Hyundai Smart Sense, ví dụ như là giữ làn đường này, cảnh báo lệch làn, kiểm soát hành trình chủ động SCC. Đây là hệ thống bật tắt cảm biến, rồi bật tắt cân bằng điện tử và cân bằng góc chiếu của đèn pha cốt. Đó, chiếc màn hình đa thông tin này thì cũng được tích hợp là màn hình full LED, đó, full digital. Xe được trang bị đèn ổ start top này và màn hình giải trí trung tâm của xe với kích thước lớn, được tích hợp trên này là các cái phím bấm điều khiển điều hòa cũng như là mở cửa sổ trời, cũng như là tất cả các điều khiển của tiện ích của hàng ghế phía sau cũng đều được tích hợp trên chiếc màn hình giải trí trung tâm này. Xe được trang bị sạc không dây. Cần số thì của xe tất cả là cần số bằng nút bấm, phanh tay điện tử được trang bị cho tất cả các phiên bản. Chế độ lái thì xe được trang bị 4 chế độ lái, chế độ Eco, chế độ Power, rồi chế độ Smart và chế độ Normal. Ghế của xe thì anh chị có thể thấy là rất là êm ái và có họa tiết rất là đẹp này, ôm sát người. Cửa sổ trời đôi trang bị cho phiên bản cao cấp, đóng mở cửa này, đấy, đóng mở cửa bằng những cái phím bấm được mạ rất là sang trọng. Những cái đèn viền nội thất, đây đèn viền nội thất anh chị có thể tùy chỉnh màu được nhá. Đó, dù vì là dòng đa dụng cho nên là những cái hộc để đồ được thiết kế này rất là tiện ích, có nhiều những cái hộc để đồ thiết kế rất là thông minh. Cùng em đến với phần hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai thì đây mới là cái điểm đáng nói. Bản đặc biệt và bản cao cấp này thì được trang bị đó là cửa trượt điện
cho cả hai phiên bản, cho cả hai bên, em xin lỗi. Rồi, hàng ghế thứ hai thì em mời anh chị tham quan đến cái hệ thống hàng ghế thương gia của Custom bản cao cấp. Thì đây là hàng ghế được chỉnh điện mà với khoảng 12 đến 14 hướng. Đó, chỉnh điện này. Đấy, hệ thống nâng cái hệ thống thư giãn, nâng chân. Rồi có các cái tính năng như là nhớ vị trí. Đấy, đây là tính năng mở, có những cái vị trí mở của hàng ghế thứ hai. Cửa gió điều hòa cũng được trang bị cho hàng ghế thứ hai. Ở hàng ghế thứ hai này thì ông chủ ngồi dưới thì sẽ có được điều chỉnh như là thông gió, thông gió và sưởi ấm làm mát cho hai hàng ghế thứ hai này. Rồi thì sạc không dây cũng như là tích hợp những cái cổng sạc cho các thiết bị điện tử. Tính năng đấy, bàn làm việc cũng được tích hợp trên này để có thể là sử dụng được một chút cái không gian nhỏ để làm việc cũng như để ly nước ở đây. Cửa xe thì cũng được là trang bị cửa trượt điện cả hai bên, rất là tinh tế. Đây là cái cửa của hàng ghế thứ hai này thì em xin lỗi, cái ghế của hàng ghế thứ hai này thì anh chị có thể điều chỉnh được là để chiếc ghế này nó điều chỉnh hai ghế gần nhau hơn, đó, tạo cái không gian nó thân mật hơn khi ngồi bên cạnh những cái người thân yêu của mình. Ở hàng ghế thứ ba thì được gập phẳng, đó, gập phẳng 60-40 thì tạo cho cái không gian để hành lý và để đồ rất là rộng. Rèm che nắng cũng được tích hợp cho phiên bản Custom cao cấp cho hàng ghế thứ hai. Đó, cửa trượt chỉnh điện. Phiên bản này thì là động cơ 2.0 turbo. 2.0 turbo thì ở đây sẽ có cái tính năng về công nghệ cũng như công suất. Công suất của phiên bản này thì là 236 mã lực, còn hai phiên bản 1.5 turbo thì là 170 mã lực thôi. Đấy, tất cả các xe phiên bản đều được trang bị với hộp số tự động là 8 cấp. Rồi có khoảng sáng gầm xe là 170mm, gồm cái chiều dài cơ sở rất là tốt với 3m 55 cm, gọi là 305,5 cm. Cho nên là xe có một cái chiều dài cơ sở tốt, vậy thì anh chị có thể ngồi bên trong rất là thoải mái với không gian rất là rộng. Đến với phần đuôi xe thì ở đây là mức tiêu hao nhiên liệu của phiên bản 2.0 thì được kết hợp là khoảng 8,5 lít, trong đô thị thì là khoảng 12,5 lít và ngoài đô thị chỉ có 6,1 lít thôi anh chị ạ. Cốp của xe thì cũng được chỉnh điện và có chống kẹt thông minh. Đấy, đây có cả nhớ vị trí cốp đấy. Còn cốp điện thì chống kẹt. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái khoang nội thất cho khoang hành lý phía sau với tông màu đen, gồm những có những cái hộc để đồ này, hộc để đồ tiện ích và có tính năng tắt bật những cái lỗ thông gió rất là tiện lợi. Custom thì hiện tại bên em có sẵn những cái màu giao ngay như là màu đen, màu trắng cho tất cả các phiên bản. Thì anh chị quý khách hàng quan tâm thì xin vào liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Em xin chào và xin cảm ơn quý anh chị. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.